Cà phê cả nhà ơi, đúng rồi đó, mỗi lần khi mà mê cà phê đó là không phải là cái ly nhỏ thường đâu nhá, mà là phải uống ở trong cái ca giống như vậy nè, uống như vậy nó mới đã, còn cái ly nhỏ uống không phê chút nào. Sure, back in chapter somewhere they had an answer to that question. Yes, 264, where they talk about poor in spirit. So if you read on, what would be two ways? What did you write, Rebecca? When we must be trusting and open to God's will. Alright, well what does it mean to be poor in spirit? What's the definition tell us to be poor in spirit? Ava? Mèo mua cái này ở Target nè quý vị. Red Baron á, cái hôm bữa mua ăn một hộp rồi, cái này họ lập hộp thứ hai mà nó cũng rất là ngon. Mèo mua cái này ở Target đó, những ai mà chưa có ăn cái hiệu này nè, ăn cũng ngon lắm, mua ăn thử đi. Và cái này thì mình bỏ vào lò mình nướng 400 degrees khoảng chừng 15 khoảng chừng chắc 20 phút thôi à. Pizza tối nay Anson ăn pizza, tại vì Mel ăn những cái món ăn mà nó không thích. Bữa nay Mel ăn miếng gà, còn nó thì ăn pizza. Bây giờ mình nướng pizza.